Chào quý vị và các bạn, nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo con chi con đầu trúc sơn tới 2015. Tháo trúc sơn này nó cũng hơi lòng lòng, nếu là đầu chi đầu mới lần đầu tiên tháo, các bạn tháo nó hơi khó đấy. Đầu tiên thì các bạn phải dùng cái cạnh nở cạnh cái bên trên này, cạnh bên trên này, bên trên này chỉ có lợi các bạn cạnh xu hướng cạnh đầu tiên là phải cạnh nghe sau cương tháo kéo ra đây là cái nở của nó thiết kế kiểu chéo chéo như này, xu hướng cậy lên nhưng mà phải kéo ra, xu hướng các bạn cậy cái nắp này lên, các bạn tháo ốc ở đây, có cái tai các bạn tháo ốc ở đây, đây tôi đã tháo hết rồi, bạn tháo rác nó còn cái tai nó bắt ở đây, sau khi tháo rồi cái bên trên ra rồi, bạn tháo cái ốc bên trên, bạn cậy bên dưới, các bạn dùng cái tôi biết hai cạnh mặc, chú ý thật mặc các bạn cậy cái này. Cái này hơi khó, dễ để vết. Bạn nách vào đây. Cái này tôi nắp cho chưa khít nên nó hở như thế này đấy. Và nguyên bản nó không hở như thế này đâu. Cho vào đây, các bạn cậy đi. Bạn cậy khéo nhé. Khéo, cái này rất dễ để vết. Thứ nhất là dùng cái cậy như thế này. Để xem các bạn cậy cái này ra. Cái này chỉ hai con nở thôi nhưng mà nó chắc đấy, nếu là xe mới nó chắc đấy. Bạn tháo hai ốc dưới này ra. Bạn ốc dưới này tự bạn tháo rồi. Sau khi bạn tháo ốc ra, các bạn rút được thẳng cái đầu ra, rút mấy cái rác này ra này xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có vấn đề gì liên quan đến sửa chữa đồ đẩy ô tô thì hãy liên hệ với mình. Cảm ơn các bạn. Quá là nguy hiểm. Thì vậy là người đàn ông này anh mở cửa xe nhưng anh thiếu quan sát. Đúng là không được rồi. À thôi được rồi, để anh đi giúp cho. Đúng rồi. Giúp đi đúng rồi, sai phải giúp chứ đúng không? Đấy đúng không?